Vừa mở dịch ra thời điểm đó cũng tội nghiệp ổng lắm, mình cứ tưởng là đi chay, nhưng cuối cùng á gọi video call á, bạn này thật thà với em ở cái chỗ mặc nguyên một cái bộ đồ luôn, gọi là đồ bảo vệ. Nó ủa mới vừa nói chuyện với nhau không bao lâu là đi chay cùng nghe giai điệu âm nhạc, sau nay chuyển cảnh rồi, đổi cảnh rồi lẹ vậy. Nó tiền hay sao? Thì em sắp xếp em ra đúng một ngày thôi, bữa nay em đi ngày mai em về, nhưng mà chủ yếu á là em đi ra em coi mặt hàng của em thôi. Được á thì mình tiến tới, còn không được á thì mình tiến lui. Mình bay về, hai đứa coi như là gặp nhau ở sân bay. Ông nội này giống như con nít vậy đó, nhảy từ sáu ôm bó hoa. Em mới nhìn lại chứ chỗ bóng vậy ba, chỗ bóng vậy ba. Sao mà nhớ X-Men đàn ông đích thật lắm mà. Trời ơi vậy được. Thấy gì thấy vui vậy đó. Thấy hên rồi đó. Thấy hên là đẹp đẽ rồi đó. Anh thay mặt cho những người thực hiện chương trình Vợ Chồng Son ha. Trước tiên hôm nay đầu năm anh không có gì, chỉ có khoe phong lì xì tặng hai em. Bạn đã chúng ta tôi đi rồi tôi mới lì xì chứ. Nhân dịp đầu xuân năm mới, gia đình nhà Diamond xin chúc cô Hồng Vân, anh Quốc Thuận một năm mới an khang thịnh vượng, và tất cả những khán giả xem truyền hình trên mọi miền tổ quốc có một năm mới đầm ấm ấm no và gặp nhiều may mắn. Hay hai đứa nghe ạ. Nhớ nghe, đầu năm thì nó mỏng gì thôi nhưng mà cuối năm là nhớ nó phải phồng lên, nó dày lên nghe chưa. Rồi lì xì cho nè. Rồi nhận bao lì xì rồi hai đứa có một cái gì đó để gọi là tặng cho chương trình nhân dịp đầu năm mới hay không? Chắc gì trà đĩa hả? Dạ. DJ hả? Dạ ok chơi luôn. Dạ. Ngày hôm nay DJ Diamond và Diamond B có đem cái nồi cơm điện. Hy vọng nguyên một năm tụi em nấu cơm cho nó sung túc và cái nghề nó sẽ được phát triển lên. Đó. Hay quá. Nhạc tết quý vị ơi. Thơm quá thơm luôn. Đầu năm mà gì là coi như là ngon lành rồi đó. Kia. Quý vị khán giả đang xem chương trình này, nếu như ở nhà chúng ta đang ngồi thì vui lòng đứng lên nhảy cùng với anh em chị em chúng tôi à. Vô vô vô, come on. Đừng có phỏng vấn. Số này là nhảy không à. Mày bỏ bớt một hạng mục đi. Đó chị. Cái vụ mà nói xấu nhau bỏ đi. Bỏ luôn đi. Đầu năm đừng ai nói xấu chân á. Em đánh luôn đi em. Em còn 20 phút nữa đó. Vô. Rồi. Ok. Cảm ơn DJ nam, DJ nữ. Rồi. Xong rồi chị ơi. Rồi. Giờ riêng phần còn lại chị cứ nói hết đi nghe. Tại em nhảy quá, tim em đập mạnh. Dữ vậy luôn á hả? Đập mạnh quá hả? Chị thấy là chưa gì năm nay là thấy tụi mình có một cái sự trẻ trung. Đúng rồi. Là sôi nổi rồi. Năng lượng dồi dào luôn đây chị. Rồi. Đó. Bây giờ mời hai vợ chồng chúng ta quay trở lại với cái cốt của chương trình Vợ Chồng Son ha. Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Đúng rồi. Em là Quang, hiện đang làm nghề DJ tự do. Đang làm trong mảng Nalai và bên event. Năm nay 35 tuổi. Rồi tới vợ. Dạ, còn em là tên là Ngọc Ánh, là DJ Diamond. Em là người thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Ánh là làm DJ lâu chưa? Dạ, em làm chắc năm nay là năm thứ 5. Dạ. Rồi bây giờ là hai DJ ơi, hai đứa kể cho anh nghe đi. Cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau nè? Đợt đấy là dịch Covid, hai miền Nam Bắc cũng đang rất là căng thẳng. Em thì cũng căng thẳng. Thế là em xả stress, xong rồi em lướt Facebook. Tự nhiên lại thấy bạn ấy xinh hết Add Facebook. Sau đấy là cũng comment qua lại. Sau một thời gian thì nói chuyện đi chuyện lại, rồi cũng đến ngày sinh nhật bạn ấy. Lúc đấy em cũng chưa có cái gì gọi là có tình cảm. Xong rồi tự nhiên em thấy bạn ấy comment một câu là lúc nào cũng chậm hơn người ta. Là sao? Em nảy số à? À hay bật đèn xanh rồi, vượt. Nói chung là vậy, tại vì dịch rảnh quá anh chị ơi, thật sự luôn á, mà để kiếm được một cái người á mà nó cùng một cái chí hướng âm nhạc á thì nó lại rất là khó. Mà đa phần đề ba vô là âm nhạc trước chứ không phải là dạng tình cảm tình yêu gì đâu. Vừa mở dịch ra thời điểm đó cũng tội nghiệp ổng lắm, mình cứ tưởng là đi chay, nhưng cuối cùng á gọi video call á, bạn này thật thà với em ở cái chỗ mặc nguyên một cái bộ đồ luôn, gọi là đồ bảo vệ. Nó ủa mới vừa nói chuyện với nhau không bao lâu là đi chay cùng nghe giai điệu âm nhạc, sau nay chuyển cảnh rồi, đổi cảnh rồi lẹ vậy. Nó tiền hay sao? Thì cũng thật thà, bắt đầu mới chia sẻ là tại sao phải làm bảo vệ thế này thế kia. Em làm bảo vệ là thật hả? Dạ vâng ạ. Thì lúc đấy là khó khăn, nếu không ai được đi làm được cái gì cả. Thì lúc đấy là em có làm bảo vệ ở một cái tòa nhà. Thì lúc đấy em nghĩ là ở nhà thì cũng không phụ giúp được gì cho bố mẹ cả.
thì tại sao mình không đi làm một công việc gì đấy. Lúc đấy là nghề chạy Grab và tất cả ship đều đóng băng hết, ngừng lại hết. Vâng, chỉ có đúng một cái ngày bảo vệ là không bị đóng băng. Thì em mới nộp hồ sơ đi xin làm, làm từ lúc mà chớm chớm dịch, sau đến khoảng em làm được khoảng 5 tháng ở Nightline trở lại bình thường và cuộc sống nó ổn định dần dần trở lại, thì em lại nghỉ công việc bảo vệ và em lại quay lại cuộc sống và công việc của em trước đây. Và em đi ra em có gặp ảnh ở tại cái chung cư đó với bộ trang phục bảo vệ không? Em tính làm một cái gì đó bí mật, thời điểm đó giá cũng rẻ luôn chứ không có nổi quá mắc, thì em sắp xếp em ra đúng một ngày thôi, bữa nay em đi ngày mai em về. Nhưng mà chủ yếu là em đi ra em coi mặt hàng của em thôi. Được á thì mình tiến tới, còn không được á thì mình tiến lui. Mình bay về. Ra gặp mặt hàng không? Ra ra thấy ảnh, thấy giống như là dạng không giấu được. Có nghĩa là khi mình ra sân bay là cái quang cảnh sân bay rồi. Thì ông nội này không ngủ cả đêm luôn, để chỉ đợi đón em thôi. Mà hai đứa coi như là gặp nhau ở sân bay, ông nội này giống như con nít vậy đó, nhảy từ 6 ôm bó hoa. Em mới nhìn lại chứ sao chỗ bóng vậy ba? Sao mình nhớ X-Men đàn ông đích thật lắm mà, mình có bị lầm gì không? Không, thì là mừng quá. Em vui quá thôi. Sau khi ở sân bay thì về hai đứa đi đâu nè? Rồi hai đứa tận hưởng cái giây phút ở bên nhau ở ngoài ấy ra đi sao? Đi khách sạn liền luôn chứ đi đâu anh? Càng nhỏ này nó không cái em. Thì để đồ khách sạn trước cái đã. Đấy để đồ khách sạn, xong rồi là đi ăn, đi Hồ Gươm, Lăng Bác. Những cái danh lam thắng cảnh ở ngoài Hà Nội. Em không có thời gian mà dắt em đi vòng vòng như vậy em, đó. Có em từ từ em, xong rồi mình mới về khách sạn để lại cất đồ tiếp. Sau lần đó về là tụi em quen luôn á, tụi em yêu luôn á. Bạn thấy chuyến đi ý nghĩa quá trời đúng không? Thì nói chung là nó cũng ngộ nghĩnh hơn tất cả những cái cặp khác em nghĩ. Tại vì tụi em làm nghệ thuật, tụi em là DJ, quen nhau trong âm nhạc. Cho nên là đối với em những cái cuộc mình giống như là dàn thử chắc chắc như vậy á, cũng phải mở nhạc lên, cũng phải hợp gu nhạc. Rồi nói chung là phải một cái gì đó trong âm nhạc em mới chịu. Nhưng mà lần đó là em ở lâu không? Hay là cũng đúng như dự định là hôm nay đi rồi ở một hôm rồi về? Dạ, hôm nay đi ở một hôm rồi về. À bên này chắc luyến tiếc dữ lắm đúng không? Khóc quá trời luôn. Đưa ra sân bay là khóc lắm luôn đúng không? Không biết bao giờ mình mới vào được với người ta. Tại vì lúc đấy Hà Nội là nó cũng hơi căng căng, với cả là lúc đấy kinh tế của em lúc đấy vẫn đang làm bảo vệ. Làm 12 tiếng một ngày mà lương tháng 5 hay 6 triệu đấy. Thì một cái vé máy bay thì rẻ nhất là tầm khoảng 1,5 triệu đúng không ạ? Đấy, chi với mình ăn cái gì? Đấy, thế mới là mình nghĩ là không biết bao giờ mới gặp được bạn ý nữa. Thế là em có nỗi lo canh cánh là cô ấy về rồi bỏ mặc mình luôn không? Em lo dạ, tại vì lúc đấy cũng mới thôi. Xong với cả là không biết bao giờ xã hội bình thường lại để mình đi làm lại, xong rồi mình mới có cái kinh tế mình đi vào, mình bay vào gặp người yêu. Rồi sau đó thì hai đứa giải quyết như thế nào để cái việc yêu xa phải ra vào Nam Bắc như vậy rất là tốn kém. Hai năm đó. Rồi đó anh chị, có nghĩa là cứ một tháng là trung bình là 2-3 lần bay. Thì trung bình là 2 năm rồi tụi em chắc mua được 2 chiếc SH luôn á. Hết nổi rồi, chịu hết nổi rồi. Nhưng mà lý do gì, tại sao có cái gì cấm cản mà mình không cưới sớm luôn đi? Hoặc là em vào ở hẳn trong này luôn đi, chứ sao lại cứ phải 2 năm trời mà tốn tiền dữ vậy trời. Thực sự là em cũng nghĩ đến cảnh là không thể chịu nổi cảnh này, là cứ phải đóng họ cho bên vé máy bay nữa rồi. Thực sự luôn. Sau rất nhiều lần để đi đến cái quyết định kết hôn, là vì sao em cảm thấy là cứ ở xa là cãi nhau, hở ra là chia tay, không lý do. Mà em chỉ vừa có tiễn ra đến sân bay, hoặc là em từ sân bay ở trong Tân Sơn Nhất em về Hà Nội, giận dỗi. Là giận dỗi cái gì? Là sao? Em không hiểu luôn. Nhưng mà tụi em là mới cưới đây đúng không? Dạ, ngày 11 tháng 11 2023 luôn. Đó, mới cưới luôn. Và em quyết định rũ bỏ tất cả để vào trong đây bên cạnh vợ. Thực ra là có một cái quyết định rất là khó khăn với em. Để mà chia sẻ cái thu nhập ra thì trên truyền hình cũng hơi buồn cười, nhưng mà nó dao động tầm khoảng 15, 20, 25 một tháng. Thì vào đây thì trước mắt là em chưa có một cái gì cả. Nhưng có một số anh em, đồng nghiệp và những người thân của vợ em cũng giúp đỡ em một chút ít. Thì em vẫn có thể là chạy đi chạy lại và làm một số công việc DJ như bình thường. Nhưng với em là người đàn ông ấy, thì em cũng rất là sợ những cái suy nghĩ là mình mới đi vào xong là bị ăn bám vợ hay nhào đấy. Em thì em không thích. Em đừng bao giờ có một cái mặc cảm là ăn bám vợ cả. Ở đây có rất là nhiều công việc, và thậm chí là công việc của em chỉ cần em mở trung tâm, em mở lớp, em dạy thôi là biết bao nhiêu người học ấy. Vâng thật á, đâu em chuyển sang một cái hướng đào tạo đi, rất rất nhiều người thành công với công việc này. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Thôi đầu năm đầu tháng chúng ta phải kể một cái chuyện gì cho nó vui đi nè. Cho nó tưng bừng, cho nó bùng nổ đi nào. Cưới nhau về rồi, trong một thời gian ngắn ngủi gì thôi, có bao nhiêu tật xấu của anh ấy kể ra đi. Ê, vui chưa? Ê, xìm xầm cái coi có ai kể trước cô ấy anh ấy. Rồi, bây giờ sao? Ai thua là... Ai thua kể trước? Dạ. Một, hai, ba. Rồi, bé kể trước đi. Kể trước đi, ông có tật xấu gì? Để gom lại tóm tắt đi chứ quá trời tật luôn. Em nói thiệt, em chỉ canh đúng có 2 năm có 1 ngày này để em được kể thôi. Ok, non-stop luôn em, non-stop luôn. Rỡ bởi vậy, okay. Thứ nhất là
không thích ngủ, ngủ dậy ke, quạo, ngủ dậy quạo. Quạo sao, quạo sao đâu? Vậy giống như là ngủ chưa đủ giấc, cái gì gọi là cọc cằn thô lỗ này thế kia. Có nạt em vợ không? Nạt ngang, nạt dọc, em ghét, em lấy đôi dép em quá một bóp. Tức là ngủ đỉnh luôn. Ngày đầu tiên sạch sẽ bao nhiêu, đánh răng súc miệng rửa mặt coi như là sạch sẽ bấy nhiêu, để mình mở mắt ra mình thấy là kia là thơm tho. Còn bây giờ em nói thật, dù dơ, dù xấu, tôi nói hả? Không còn gì để tả nổi nữa. Rồi á, trọng âm nhạc hơn vợ. Nhiều khi đang làm nhạc cái đó, cái mình hỏi, cái bắt đầu quay qua nạt mình một cái. Ồ, tổn thương. Tổn thương quá trời luôn. Em có nạt lại không? Em đập luôn cái máy tính. Thiệt, em đập luôn. Đập thật ạ? À? Đập thật luôn. Là bao nhiêu ghi đập hay này, là cái gì đó là coi như là xong. Em là dằn mặt em nhớ là từ trên tầng 2, các hai. Nhạc này mày. Quay qua mà nạt em cái là em quê rồi. Có nghĩa là em không thích nạt. Đúng rồi, đó. Em thích ngọt. Sao có nồng nhiệt giống như cái buổi đầu tiên vừa gặp ở Hà Nội rồi đó. Cái này là anh nói là em cũng khai thật luôn, cái nết của em á khều là phải lên thì thật sự là vậy. Tụi em tính là tại vì tụi em yêu xa, tụi em toàn là chơi sĩ không à, chứ không chơi lẻ. Tại vì ở ngoài Hà Nội ví dụ như là 3 ngày 2 đêm hoặc là 2 ngày 1 đêm là có bao nhiêu công sức mình dồn vô hết luôn đó. Thì tại sao lúc đó nó lại là hăng say hăng hái quá? Bởi vì nó là khi mà ở cùng với nhau rồi á thì mới sẽ lộ ra những cái gọi là khuyết điểm tật xấu. Còn mà lúc mà ở xa thì em thấy lúc nào cũng đẹp đó, lúc nào cũng mạnh khỏe, lúc nào cũng dồi dào đó, lúc nào cũng thơm tho. Còn bây giờ ở với nhau rồi thì bắt đầu lại lo ra. Rồi bây giờ mong muốn Quang thay đổi điều gì nè? Bớt trẻ con lại, thấu hiểu cho nhau. Tại vì hai đứa là đều làm một công việc á, nhiều khi em phải có tiếp xúc với đồng nghiệp nam hoặc là những bạn nam. Đồng nghiệp nam, đồng nghiệp nữ là nhào là sao? Có nghĩa là đôi khi chụp một hai tấm hình, lát nữa là lát nữa em bay qua chỗ anh nên hoặc em chụp hình này, sao đâu? Ủa em buồn cười nhỉ? Thì giả bộ lên chụp một hai tấm hình có sao đâu, hay là tương tác với tôi rồi đấy, tôi mực rồi đấy. Không chị ơi, cái này cho em phép em ngắt lời gái này. Ví dụ anh Thuận nè, anh MC Nam Pro hay là anh nào đấy, ok. Nhưng tiên là khách xong rồi lên lại còn dí mặt vào gần má và tóc thì là em thấy là không ổn lắm chị ạ. Thôi bây giờ sẵn đà em nói luôn đi. Nói đi. Mà bây giờ em nói luôn. Trần đời em đã biết là em biết ý là vợ em cũng là hay hoạn thư tí ạ. Hoạn thư. Em thì em cũng không gọi là không ghen hay hùng gì đâu. Em chỉ là ăn ớt quả cả quả thôi chứ không là có gì hết. Đấy. Đây nhưng mà em thì biết ý, em không bao giờ dám chụp ảnh với cả là đồng nghiệp nữ bao giờ. Không dám luôn. Xong đầu đến lúc mà bánh nhạc mặt 90 độ như này, không trái không phải, không ngang không dọc như này. 90 độ thôi. Là em đúng không? Là quen đúng không? Đúng cái khung hình A4 luôn như này. Là chỉ tập trung vào cái mày đấy thôi. Vâng. Không sao. Chụp tí xíu thôi là em lắp Facebook liền. Rồi bây giờ mình vào thẳng vấn đề đi. Đúng rồi. Xong rồi còn cái trò là cứ hở ra cãi nhau. Chưa, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Xong bắt đầu lên Facebook khóa block nhau với cả là unfriend. Xong rồi nhiều lần nữa unfriend quá, thế là em mới block cho phát. Liều. Sau pha đấy là bà ấy nhằn cho từ năm này đến tháng nọ, từ tháng 8 đến tháng 12 luôn, đến lúc cưới luôn. Nói hoài luôn. Vâng ạ. Nhưng mà nè, cái vụ mà bật nhạc mạnh thật mạnh là sao? Bật nhạc mạnh thật mạnh là bạn ấy em không có dịu dàng được. Em thích nhạc phải sôi động. Lúc mà khi mà hai người tan vào nhau là phải có nhạc. Tempo tầm khoảng 120 đến 140. Đúng nhịp đàng hoàng mới chịu nha. 140 là gần Vina House gặp sai rồi nhỉ. Ok. Giải thích sao? Kiểu lúc đấy có sự cố gì xảy ra không? Sập giường ạ. Sập thật ạ. Là sập thường xuyên không hay là chỉ có một lần thôi? Có một lần đấy, cái giường khách sạn có nói chuyện với cả chủ và có đèn. Người ta cũng thông cảm. Thế thôi bây giờ mong muốn bạn gái xinh đẹp của mình thay đổi điều gì nè? Cái mong muốn của em cũng giống như là của người bạn đời của em thôi, là biết lắng nghe, biết thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ với chồng mình. Và cái điều đấy vợ em thực sự mấy ngày qua làm rất tốt. Vì thực sự mấy ngày qua em rất là stress. Và bạn ấy là người động viên em rất nhiều. Cùng với cả gia đình em ở xa như vậy, cũng cảm giác bây giờ coi em như con ghẻ. Đây là con ruột đấy, buồn cười lắm chị ạ. Nhưng mà không sao, nhưng mà cái điều đấy là làm cho phụ huynh em cũng thấy rất là mừng. Phụ huynh cảm thấy yên tâm và rất là vui vẻ khi là con mình kể là đi xa như thế nào mà lấy được vợ các thứ, được công dung ngôn hạnh, được lo đủ mọi thứ cho mình như thế, em thấy rất là tuyệt vời. Rất là cảm ơn hai vợ chồng đầu năm đã đến đây chia sẻ những cái câu chuyện nó hết sức là vui. Anh chỉ chúc cho hai vợ chồng và đặc biệt là Quang ha, em vào đây với một cuộc sống mới luôn luôn gặp thật nhiều người yêu thương mình đó, công việc mọi thứ được thuận lợi và hai vợ chồng luôn luôn yêu thương và hạnh phúc như thế này. Rồi. Với lại biết sao không, chị nói nè, cái thời gian tụi em đầu tiên mà sống chung với nhau á là nó sẽ cọ xát rất nhiều thứ và chắc chắn là sẽ có nhiều mâu thuẫn á. Nhưng mà cái đó là không phải chỉ có một mình đâu, tất cả các cặp đôi đều như vậy hết. Thành ra là hai đứa phải gọi là bước lên trên tất cả những cái điều đó, để mà đừng có vì những cái tự ái bé xíu vậy đó
rồi xong bắt đầu giận hờn nhau rồi lóc Facebook rồi nhiều khi lại chia tay chia chân. Đừng bao giờ như vậy, cố gắng gọi là hiểu nhau, tôn trọng nhau, chia sẻ với nhau nhé. Yeah. Rồi cảm ơn hai vợ chồng, chúc nữa chú. Dạ em tên là Tấn Lộc, hôm nay 28 tuổi, hiện đang làm nhân viên kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật hả? Dạ. Còn em? Dạ em tên là Ngọc Đăng, hôm nay em 24 tuổi, hiện em là nhân viên kinh doanh. Kinh doanh kỹ thuật, vậy thì kỹ thuật và kinh doanh gặp nhau khi nào? Dạ kỹ thuật và kinh doanh gặp nhau tình cờ trên một chuyến xe buýt. Dạ có thể gọi là chuyến xe định mệnh đúng không anh chị? Lúc đó là em đang học lớp 12 thì phương tiện đi lại chủ yếu là chỉ bằng xe buýt thôi, rồi cứ mỗi lần đi về là 5:15 lên xe đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì quay ra làm sao thấy có một cặp mắt chằm chằm nhìn vô mình, cái mình cũng nhìn lại thấy anh này cũng dễ thương mà cái tự nhiên cái em lại đang ngồi đi em, lại dừng ghế cho em. Nhưng mà tại sao lúc đó bạn lại có một cái hành động ga lăng với cô gái đặc biệt này? Là lúc đó là em đã để cô bé này lâu lắm rồi. Lúc đầu em gặp là thấy cô bé mặc áo dài, tóc dài tới ngang lưng, nhìn dễ thương lắm. Lúc đó là trong đầu em nghĩ là phải cua bằng được cho cô này mới chịu. Ngày nào em cũng cố tình để gặp cô ấy vậy đó. Canh đúng cái giờ đó, 5:15 phải không? Chạy lên coi chiếm đúng một cái ghế. Một cái ghế một thôi, xong mời đúng cô đó ngồi thôi. Đúng không? Mấy lần? Nhiều lắm. Vậy thì khi nào mà bạn mới quyết định gọi là tấn công cô gái này? Ra nói tấn công là cũng phải, tại vì phần là do mẹ vợ của mẹ của cô ấy. Dạ. Tức là sao? Dạ, có nghĩa là như vậy nè. Hồi đó em thì chưa có điện thoại di động, anh thì xài di động. Em tối ngày cái muốn gọi cho anh á, cái cầm điện thoại bàn lên gọi. Mà gọi cho anh toàn là 1-2 giờ sáng không à. Canh ba mẹ ngủ hết mới gọi. Nguyên một tháng trời như vậy, điện thoại tự nhiên từ 40,000 nó lên tới 1,000,000 luôn. Em sợ quá lấy cái bill điện thoại đem giấu. Giấu được 2 tháng, tháng thứ 3 bị mẹ phát hiện. Mẹ em kêu lại mày hỏi nhà này ba mày không gọi rồi, tao cũng không gọi rồi. Vậy ai gọi, có mình mày gọi rồi. Em mày không lẽ nó mới có mấy tuổi nó cầm thoại nó gọi mấy tiếng đồng hồ. Dạ con gọi cho bạn hỏi bài. Hỏi bài gì 1-2 giờ sáng. Em sợ quá không biết sao. Nói giờ nói thiệt đi. Nói, dạ con nói không được. Nói không được phải không con? Con nằm xuống đi con. Lấy hai cái chổi lông gà để sẵn anh. Giờ con nói không con? Dạ không. Quýnh né cây nhất là vẫn không nói. Em rất là lì kiên cường lắm không nói. Xong rồi thêm cây thứ hai nữa cũng xong luôn, cây chổi lông gà 2 cây. Nhưng mà lúc em đau quá rồi nói thôi mẹ ơi con nói. Nói là vậy hỏi mày học ở đâu? Dạ học viện công nghệ U chính viễn thông. Rồi được rồi, thế là chiều đó truy được liền họ tên đầy đủ. Dạ. Mà khi mà bị truy ra đó, đó thì em đang đi học tự nhiên có điện thoại bàn gọi, em cứ tưởng là cô ấy gọi. Sau đó bắt máy lên alo em hả, cái đầu dây bên kia cái giọng khác liền. Hỏi là cậu là ai, sao đêm nào cái đằng cũng gọi điện cho 1-2 giờ đêm không à. Rồi xong rồi mẹ kêu là to chiều nay qua nhà mẹ để nói chuyện. Trời ơi tội nghiệp, nói gì luôn hả? Dạ. Tới bây giờ mà nhớ lại quá khứ còn xúc mồ hôi hột mà vẫn còn run nữa kìa. Lúc đó là tay chân bướm hết luôn à. Nghĩa là nhớ lại vẫn còn bướm phải không? Em cứ tưởng là kỳ này chắc là tiêu rồi. Rồi sao? Em lấy hết can đảm rồi, cố gắng gì lắm mới dám qua. Vừa bước vào nhà là nhìn mặt mẹ cô ấy rất nghiêm nghị. Dạ sợ lắm. Lúc đó là có em đúng không? Dạ có. Nhưng mà mẹ bắt cô ấy đi vô phòng đóng cửa lại cho mình em với mẹ cô ấy thôi. Mẹ cô ấy làm gì? Bắt đầu nói gì chứ sao làm gì? Làm gì là xử. Không lẽ đấm nhỏ? Nhiều khi bắt lấy cái chỗ lồng gà nữa là sao? Thế là mẹ bắt đầu khảo cung liền. Mẹ hỏi nhà đâu, tên gì, rồi quen mới đang lâu chưa. Dạ sau một hồi run rẩy trả lời thì có lẽ mẹ cô ấy thấy em lúng túng rồi run quá tội nghiệp hay sao á. Rồi mẹ cô ấy hỏi là con có thương mấy Đăng thật không. Lúc đó là trong lòng mừng lắm, trả lời dạ có liền. Lúc mà em mở cửa đi ra là thấy hai người mẹ em với anh ấy là hai người cười vui vẻ lắm. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi coi sau đó là trơn tru luôn. Tại hay là được, có đứt đoạn hay là có gì nữa không? Dạ có. Tụi em quen nhau cũng được khoảng hơn 2 năm. Cái lúc đó là cãi vã, cái hai đứa nói thôi vậy thôi chia tay đi. Dạ. Rồi sao rồi chia tay nhau rồi em làm gì? Lúc đó em chúng tuyển nghĩa vụ quân sự á. Đi bộ đội. Mà đi xong rồi đi vô trong đó rồi tự nhiên thấy nhớ quá. Tại lúc đó gọi điện cho mẹ cô ấy hỏi thăm, hỏi cô ấy có bồ chưa. Tại lúc đó là cô ấy không có cho số điện thoại cô ấy. Còn đó tôi đang giận. Còn cô ấy thì sao? Dạ bữa đó thì có nghe mẹ đi làm về, mẹ kể hồi nãy Lộc có gọi cho mẹ nói, mai mốt con về con cưới bé Đăng đó, nó nói nguyên văn vậy đó. Vậy mẹ giữ bé Đăng giùm con đó phải không? Dạ. Mai mốt về là con hót đúng không? Nếu mà em có gặp trường hợp éo le như vậy thì nên học cái sách này. Lúc mà em đi bộ đội về á, có nhiều lúc cố tình nó đi ngang nhà cô ấy. Đi trước nhà nhưng mà không có dám vô nhà, tại biết cô ấy còn đang giận mà. Giận gì mà dám dữ vậy. Xong rồi có một bữa đi ngang cái gặp cô ấy đứng trước nhà, tự nhiên thấy sạch kịch luôn. Làm dạ. Gì? Xong rồi không biết, tự nhiên cái bói không biết nói gì hết. Thì cái hỏi cô ấy, sao lúc này em mập quá vậy? Trời ơi. Không nhận, đi bộ đội về có duyên ghê. Em có mập thiệt không? Dạ đúng đó.
mập hơn chút xíu thôi chị, hơn hồi đó. Lúc đó là em thấy mặt quái bắt đầu giống như là xịt xì khói lên vậy đó. Dạ, giận dữ. Lúc đó em cũng sợ nữa, cái em giả bộ nói thôi anh đi đây cái gì chút anh ghé lại nha. Trời mất tiêu luôn. Dạ anh như cô ấy là nói thôi đi luôn đi đừng ghé lại. rồi sau cái cú mà em ơi sao giờ này em mập quá vậy. Rồi anh đi đó, rồi anh khiến anh quay lại thì hai đứa làm sao? Cỡ 2-3 ngày sau anh. Em đang online thì nhảy vô nói chuyện. Em ơi, bữa anh có nói là anh quay lại nhưng mà anh kẹt quá anh về luôn. Bữa nay anh mời em uống cà phê. Cũng đồng ý đi uống cà phê với anh. Đi vô quán cà phê hai đứa ngồi cũng hơi cách nhau chút thôi. Đang ngồi nói chuyện vậy đó, tự nhiên nhào qua hung má em cái. Thì em quán tính mà lúc đó mặt em đỏ lên quay qua tát cái bút. Quýnh liền đúng không? Tát trắng giấy mặt mày luôn. Rồi lần đó em có giận lại cổ không? Dạ không, em có giận. Vậy tại, hả? Tại vì hung đỏ quá là tán đau cũng được. Chị hỏi nè, cái lúc mà em làm quen lại thì mẹ của bạn có biết không? Dạ lúc đó thì mẹ chưa biết. Cậu đi chơi về khuya quá đó, cái bắt đầu mẹ mới hỏi, cậu ấy mới nói là đi chơi với anh Lộc. Rồi lúc đó mẹ phản ứng sao? Mẹ nói vậy hả, để tao gọi điện kêu nó qua đây. Tiếp theo nữa, nghĩa là cú gọi điện thoại lần hai. Lần rồi có gặp mẹ không? Dạ có. Rồi mẹ nói gì? Mẹ nói là kêu ba mẹ qua nhà nói chuyện với hai bác. Đây là bằng đèn xanh luôn đó chị. Rồi có chụp thời cơ liền không em? Là xong rồi hai người qua nhà nói chuyện xong đi coi thầy luôn. Thôi vậy đó hả? Dạ. Bao lâu cưng? Dạ nửa năm sau. Nửa năm sau. Coi thầy xong là cưới luôn đó. Dạ. Thế hai đứa lấy nhau là bao nhiêu lâu rồi? Dạ gần 1 năm rưỡi. Một năm rưỡi. Vậy thì sau khi hôn nhân thì bạn có điều gì bất ngờ ở nhau? Dạ em thì có một tật rất là xấu, là giống như là mỗi lần mà em đi làm giờ là 5:30 là em làm là ra 5:45 về tới nhà, bữa nào mà giờ chừng 10 phút á, nhìn là cái mặt hầm hầm liền, giống như là đi sợ đi với cô nào vậy đó, ghen lắm. Ớt nào mà ớt chẳng cay, vợ nào mà vợ chẳng hay ghen chồng. Nhưng mà ghen vậy là có hơi quá không? Nhưng mà có những chuyện không giận vậy không được, chẳng hạn như là bữa đó nói hứa với em là đá banh tới 7 giờ về thôi, mà tới 9 giờ em cũng chưa thấy đâu hết. Giờ đường xá giờ thì nguy hiểm, em sợ không biết ra đường có gì không, mà đá banh thì không có túi để đựng điện thoại nên không đem điện thoại theo nữa. Không có gì để liên lạc hết. Thì em mới cuốn cuồng lên, em mới gọi điện cho cái chị đó. Thì chị đó là biết là trong đội banh là có những anh nào đi đá, kiếm coi giờ chồng em đang đâu. Cái chị đó bắt điện thoại lên: trời em ơi, giờ nửa đêm rồi em gọi điện cho chị em kiếm chồng em là làm sao? Chồng chị nằm kế bên đây nè. Thế là sáng sớm đi đâu? Dạ, tại bữa đó là em đó banh mà sung quá, cái anh em ngủ đá thêm 2 tiếng nữa tới 9 giờ mới về. Trời, cái chị kia cũng quá mới 9 giờ mà la nhỏ là nửa đêm mà. Trời, sáng sớm vừa vô công ty là nó chờ em, hai vợ chồng em muốn đốt nhà chạy ra sao, vợ nửa đêm gọi chính chồng. Vậy thì em có mong muốn cái chồng em có sự thay đổi gì không? Dạ em nhìn chung thì chồng em không có cái gì xấu hết. Đâu có gì xấu đâu, nãy giờ người ta thấy toàn cái tích cực không à. Dạ. Chỉ đó. Có một chuyện là mỗi lần mà em hay giận cái vụ mà ảnh về trễ vậy đó. Rồi hay là có chuyện gì mà để cho em bực bội, em giận á, cái ảnh cũng giận theo luôn. Có nghĩa là không có thèm mà, vợ ơi thôi đừng giận nữa, xuống nước năn nỉ em chút xíu đi, em mau hết giận lắm. Mà cứ thấy em giận là giận luôn. Dạ. Bà cương tới đâu tôi cương tới đó. Dạ. Đúng không? Cái thành ra thì em phải đi qua em năn nỉ, thôi chồng đừng giận nữa, thôi về đi. Bây giờ cái điều mà em muốn là xe cái đó ra đi. Ví dụ như 10 lần giận thì chồng năn nỉ 5 lần, vợ năn nỉ 5 lần thôi chứ. Không bắt nhỏ làm hoài sao? Cái tật này ngộ lắm. Giận là giận hoài là không năn nỉ, mà khan nước miếng luôn, uống nước nữa. Năn nỉ nữa cũng giận nữa. Dĩ độc đó. Dạ. Bà giận thì giận theo. Dạ. Năn nỉ hết nổ rồi quay được lại giận luôn. Đó là đi năn nỉ lại à. Dạ. Vậy đó. Còn em muốn vợ thay đổi cái gì? Em thì muốn vợ thay đổi là bớt cái quản lý mà thời gian giờ dắt lại. Dạ. Cho lỏng lẻo chút xíu phải không? Dạ, cho thoải mái xíu. Có nghĩa là thực ra bây giờ cái thời đại này á, mỗi người một công một việc. Vấn đề ở đây vợ chồng sống là phải tin nhau thôi. Chị thấy một cái điều như vậy qua cái kinh nghiệm, cái cuộc sống của chị. Tại vì á, cái cảm giác của cái người phụ nữ nó rất hay. Khi người chồng mình có cái vấn đề gì á, mình biết liền. Thì nếu như mà em thực lòng yêu chồng em á, thì á, chấp sổ luôn. Cho đi 1 tiếng, 2 tiếng cũng không vấn đề gì hết. Chị nghĩ là như vậy. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Rồi, xin cảm ơn. Chào chị Hồng Vân, chào chú Quốc Hận. Trời ơi. Gì vậy em? Lâu lắm rồi không té ghế đó. Sao vậy? Tức hết tức, tức. Sao? Tức, em tức cái gì? Không. Em ganh ghét cái gì trong chuyện này? Tại sao vậy hả? Em ganh ghét cái gì? Tại sao? Chị có mua chuộc gì không mà sao mới vô cái cô dâu chơi em vậy? Chị mới gặp người ta mà đúng không? Dạ. Bây giờ sự thật sao thì là mình nói vậy đúng chào không? Chào đất ơi, chào đất ơi. Em chào lại đi, em chào lại cái này. Chào chị Vân, chào chú ông. Chú Quốc Thuận. Rồi xong đó cũng vậy. Đó là người Tây, người ta rất là có sao nói vậy người ơi. Em có cái gì đâu. Này nó khoan Tây chắc quánh rồi. Sao vậy? Ủa tại sao vậy? Người ta nói là
người ta sẽ có. Bây giờ cái răng cái tóc là gốc con người đúng không, đúng không? Cưng, cái gốc em ở đâu? Cái gốc nhổ em không hết có à? Cái gốc nhổ cái gốc rồi thì chỉ bứng có, cái gốc rồi chỉ có những người lớn tuổi á, người ta mới rụng sạch không còn một cọng tóc nào thôi. Ồ, đúng không có à. Cái gì đâu mà phải ôi trời ơi, nhưng mà mình bị sốc đó nha, nhưng mà không sao cả. Anh nói cho em biết chương trình này là chỉ có anh và chị thôi nha, đừng có chú gì đi chứ không okay, ngoài okay. Lớn em rất chào chị cả. Chào lần nữa à, chào, à, chào chị để chào cô Hồng Vân à, chào chú cô Quốc Vân Thượng. Chào chú. Không không chị luôn à, chị, bây giờ chị. Để cho chú Quốc Thuận đỡ buồn okay. Thì mình gọi chú Quốc Thuận bằng anh luôn. Chào chị Vân, chào anh. Anh yes. Bắt đầu có thiện cảm với em rồi đó trai. Đó, rồi. Ok. Rồi. Ok, mà em giới thiệu về mình. Mình con là con là em. À em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên Việt Nam. Dũng mấy tuổi, làm việc gì? Tên tiếng Anh là Josh. 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 Yeah, yeah. Josh. Yeah. Tên tiếng Anh là Josh. Em đến từ đâu? Từ American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Ừ. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi, em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về... Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Xây dựng. Yeah, kỹ sư xây dựng. Yeah, vậy giờ tới em. Dạ con tên con nữa em hả? Đi em đi em đi giận lắm rồi hả? Em tên Như, năm nay 25 tuổi, em làm nghề spa. Dạ làm spa. Đẹp. Như ơi, anh muốn hỏi nè, cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? À, làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. À. Là do sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu. Cho nên dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Còn bây giờ thì con thấy thời đại 4.0 cho nên nó hơi open xíu. Cho nên thì mọi người cũng ok với cái làn da này. Có nhiều người thì thấy là thích, thấy lạ, khen đẹp. Còn có nhiều người Ai nói như xấu vậy? Ai vậy? Anh đang sang tay áo nè, ai nói em xấu vậy? Wow. Vợ của em á, quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very đẹp. Beautiful đẹp right? Đẹp quá. Quá đẹp. Ai mà dám nói là em xấu hả? Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah, đẹp. Đẹp, yeah. Đẹp luôn không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á, là Như gặp chưa như. Có cái làn da nâu nhiều như vậy. Nâu nhiều. No, before when you meet me, do you have like the... I have like this skin or like why? When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So... If her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Rồi thôi bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Dạ. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Và em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. À. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. À, mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Mẹ con tuổi Ngọ hả? Ủa, mẹ con tuổi Tức á cô. Tức là thua tuổi cô. À, vậy là cô lớn hơn hả? Đúng không ta? Sinh năm bao nhiêu? 6 mấy? 69 á cô. À, thôi thua cô. Sao như vậy là không phải 69 đâu mà là tới 70 lận. Mẹ con là 70 tuổi Tuất. Dạ. Rồi. Là bằng em trai cô. Ok. Cứ xưng bằng con cũng được. Dạ. Rồi. Là gặp nhau, gặp cái anh này là bữa đó là con ngay chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Thì anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết. Chỉ là đứng gần bàn thôi, thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có để anh nhìn thôi. Nhưng mà cũng nhìn anh là thấy ảnh hiền quá. Thường mấy cái anh mà người Tây á, người ta rất là phóng thoáng. Người ta thích mình là người ta tự chủ động người ta tới
Rồi sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á, thì anh quen với cái anh bạn của anh này, cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Thì ở trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi, cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba, cái sau ngày thứ bảy là anh đi về nước. Rồi ngày thứ bảy là buổi trưa con đi uống cà phê, ảnh ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn, ngay chỗ Starbucks. Đi xuống luôn, ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Thì vô tình con vừa xuống taxi, gặp ảnh vừa bước xuống là hai người gặp nhau mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Cứ nhìn hoài cứ nhớ anh này mà mình gặp trong cái thời gian là không có được kiểu sai á cô, không có được tỉnh táo một xíu. Cho nên đứng nhớ hoài, hồi mới nhớ trực ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện, thì anh nói là anh chuẩn bị anh về nước, thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Thì mới nói chuyện rồi xong rồi ảnh mới xin Facebook của con, rồi về bển mới bắt đầu tiếp chuyện nói chuyện. Là... Dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her, you fall in love with her. What when, about me, like what make you like think like when I first met her, em thấy em nhìn chằm chó. Nhưng mà không nhìn chảnh chó chảnh chó nhưng mà trời ơi đẹp quá đẹp. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá chảnh chó rồi đó. So I'm more curious about her and I want to get to know her more. But I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Ảnh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Đợi xíu. Ok. Đâu quên nói nhiều rồi, quá keo nằm hello. Nha. Okay. Nói nhiều quá. Rồi. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Dạ. Thì ở ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng là 3 hai tháng, người. Trong 3 tháng là hai người là chắc chắn là phải là nhắn tin. Nhắn tin từ khi ảnh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày, nhưng mà không phải là hai người không có nói là phải yêu nhau hay là gì hết, với cái mức là bạn bè. Tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia kia nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết có cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn đi sâu hơn nữa. Rồi. Rồi để hỏi, khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? I was scared of the love. You miss her when you lay farther away from me, do you miss me? Yeah, when we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction. And it started to scare me at first, em sợ a little bit, yeah. But then I didn't fight my feelings and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, then decided to sống in Vietnam. Về quyết định luôn đó là sau đó là về sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ không có, giống như là lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu, nhưng mà sợ phải tại vì công việc ở bển. Nhưng mà lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa, thấy không có kết quả, sợ phí thời gian, cho nên không muốn yêu xa. Thì sợ hai người mới dạ nó sợ mất con, Dũng sợ mất con. Dạ chuyển về đây nó làm. Dạ rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Ảnh không có nói, ảnh không hứa với con điều gì hết, nhưng mà lúc đó là chỉ hai người không có nói là yêu nhau hay là hứa hẹn gì hết, chỉ là tâm sự thôi, là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Đó thì ảnh nói là ảnh gặp con là ảnh có cái cảm giác giống như là có cảm giác gì khác với mấy cô kia mà ảnh từng quen. Cho nên hả ảnh quyết định ảnh về đây. Rồi sau đó thì là sau 3 tháng là ảnh về đây. Sau 3 tháng xa nhau là ảnh về đây. Dạ. Rồi bao lâu thì ảnh mới bắt đầu
coi như là tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh. À, sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau, là một tuần đó gặp nhau là để bắt đầu tìm hiểu thôi. Rồi xong anh về đây được một tuần, ảnh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là ảnh yêu con, ảnh muốn là đi sâu hơn nữa, ảnh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Thì con mới nói là thì mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần. Ngưng nói chuyện khoảng một tuần rồi xong rồi ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đâu hồi đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu mà làm bạn. là làm bạn mà. Cái xong mới không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Ảnh mới nói thiệt là ổng đừng có suy nghĩ mà con cái mối tình kia không tốt. Thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Đó thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là tỏ. Dạ nhưng mà ổng không hứa với con điều gì, ổng sẽ làm. Cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn, mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Vậy hả? Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Cái con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng sợ, tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Có nghĩa là chuyện xảy ra là cách đây bao lâu? Cách đây khoảng năm rồi là trước khi ảnh qua là tháng 8. Tháng 8 ảnh qua anh ở xong tới tháng 12. Tháng 12 anh về bển, ảnh ngay chăn Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Ảnh xin cái giấy độc thân mà ảnh cũng hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân. Cái ảnh qua bên đây, cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà. Cho nên chưa có tin tưởng gì nhiều mà con sợ kết hôn nữa. Cho nên hả ở từ từ mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo, mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con, thì con thích đàn ông chững chạc khoảng chừng 35 tuổi. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Cho nên con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Lúc ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại hồi đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sau ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình vừa đi thuê nhà đồ cho ảnh, cái vừa đi về. Xong rồi về nhà mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Tại vì qua đây vì mình không có bạn, không có ai ở đây hết. Cái cứ dạ đúng rồi, cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót. Nhìn thấy cái hình ảnh này rất là dễ thương. Đó, vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chằm chằm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói không? What's that? You know you speak too much. Yeah, like when I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say? Yeah, some bits chipsu, chipsu. Chipsu. Still learning Vietnamese. Hop tiếng Việt, tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám tháng. Tám tháng. Dũng, Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Vi không? Như không, khi mà Dũng bỏ gọi là do you feel công việc like ở bên kia. Happy or stay when you move over here to live with me? How is your life right now? At the start, I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more, every day we were talking, and I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier.
Là ông nói lúc ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh đó, bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết. Rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống bây giờ. Rồi, em lên. Gỡ ra luôn cái băng keo không bao giờ dính được, mà đâu cần phải dán băng đâu. Gỡ cái băng keo ra để định không phải thấy ông râu quai nón nhiều quá. Râu quai nón không bao giờ băng keo nó dính đó. Em bỏ, con bỏ luôn đi, con đâu cần phải dán đâu con. Dán ở dưới. Không được nó bung lên đó. Không có bung. Tụi nó hờ vậy thôi chứ nó không có bung. Keo dán sắt nha. Hello. Được má, được không? Ok. Đó. Ok. Đó. Rồi. Tiếp tục nha. Khi mà trước khi mà em đồng ý dọn về sống chung với ảnh á, ảnh thể hiện như thế nào, ảnh nói như thế nào mà em đồng ý em về em sống chung không? Anh không có nói gì hết á, giống như là thấy ảnh một mình tội nghiệp rồi cứ qua chơi rồi ở gần nhau rồi qua chăm sóc rồi. Dạ, tại vì ảnh về đây vì con, ví dụ như ảnh về đây là ảnh công việc, rồi mình gặp ảnh ở đây thì khác. Còn ảnh gặp mình ở đây, từ ở bển ảnh chuyển về đây ở với mình, mà hai người cũng có cái cảm giác gì đó giống như là có thể đi gắn bó rồi. Dạ đúng rồi, mới gặp nhau mà ở cái chừng được một tháng mà cảm giác giống như là quen nhau đã 1-2 năm vậy. Tự coi như là cũng nợ nần đó, kiếp trước rồi gia đình con làm hụi đó, rồi ông cũng có chơi hụi kiếp trước đó. Nhà con chắc cũng thiếu mấy đầu dây hụi của ông ấy, Như. Rồi anh hỏi Chót, anh hỏi Dũng nghe. Thế cái nụ hôn đầu tiên mà Dũng tặng cho cô ấy đó là dịp nào? When? First kiss. When I first moved over, Là khi lần đầu chuẩn bị qua đây á. Chuẩn bị yêu nhau when qua đây. When we seen each other at the airport. Ngoài sân bay, lần đầu tiên. Em có bất ngờ không Như? Dạ không, thấy cái đó là bình thường đối với người nước ngoài. Tại con á, thì hồi đó giờ con có bạn trai toàn người nước ngoài không mà. Cho nên cái mấy cái chuyện đó nó bình thường phong tục đó, nó phong tục nó bình thường rồi. Như vậy là mà có nghĩa là mình ở sống chung với nhau bao lâu thì mình đi đăng ký kết hôn? Có đăng ký kết hôn chưa? Có, con đem làm giấy tờ trong năm nay mà chưa có xong hết. Tại vì dịch đó, là trước đó ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây mà ảnh kêu con là đăng ký, nhưng mà lúc đó con chưa có tin tưởng anh này 100% nữa. Cho nên con cũng dần dần thì sau 6 tháng đó thì cái giấy đó nó không còn hiệu lực nữa con. Rồi xong rồi lúc đó con thì con mới chịu là ok đăng ký giấy kết hôn thì nó không còn hiệu lực nữa. Rồi bây giờ đang đợi ở bển gửi giấy qua rồi đặng làm. Nghĩ là chắc cũng... Gần xong. Nhưng mà mấy người bạn trai trước đó, mấy người bạn trai trước của Như á, thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Có. Nhưng mà không có. Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về rồi. Ai cũng vậy, tại vì gia đình cũng thoáng. Mình xác định cái mối quan hệ nào á thì mình phải cho gia đình biết. Còn Dũng? Dạ cũng Dũng vậy luôn chú. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Just because I've never met I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. And là hồi đó giờ ảnh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Với lại gia đình con cũng dễ cho nên ảnh ok, anh không có sợ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Nhưng mà tiếng Việt á là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, tại vì sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi xong ảnh mới nói nếu như mình suy nghĩ kết hôn mà nói với nhau phải biết tiếng Việt để cho nói chuyện với ba mẹ.
cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? cô giáo lại nhà dạy. Cô giáo. Sao học tiếng Nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khổ quá, đó là định hỏi đó. Có biết bài hát tiếng Việt nào không? Tiếng Việt. You can you sing Vietnamese? Hát được hát. Cô. Yeah, được. Hát đi. Bài nào? Bài gì? Bài How What You Need to Sing. I need the song. Phải có nhạc mới hát được. Ví dụ bài nào? Chỉ cần nói từng yêu, bài từng nào yêu, từng yêu. Từng yêu. Từng yêu, từng yêu. Từng yêu là từng yêu. Của ai quên nè? Của Phan, 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 Phan Đăng gì đó. Hương Ly. Phan Như Anh nè. Yeah, là dạ, hát được. Hát được vài câu, hát cho anh nghe. You just sing like a short one. Okay. Không có nhạc, không biết không nhớ đúng không? Có nhạc là nhát hát. Nhưng mà nó nghe nè, ổng đành tiếng Việt đến nỗi mà có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ really? Coi như câu gì? Giống như hôm bữa chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó em cù bắp. Cù bắp em cù bắp. Rồi xong rồi xong rồi hả, cái gì em ngu ngốc kiểu vậy, không biết mấy cái từ. Nói đi Dũng, nói thử đi Dũng, cho anh vợ thử vài câu coi Dũng. You just say bad word. Yeah. Yes, like something. But don't not really bad. Not really bad. Well. Cái gì không nhớ hả? No, okay. I know too bad. Rồi. Vậy thì là các em là cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ông có lòi ra tật xấu gì không? Con không biết cái này là phải tật xấu hay là không. Nó xấu mà là nó tốt. Là hay bực bội ổng. Ở nhà cô là quá điệu. Quá điệu hả? Là cái tật đó là hay bị mình bực bội. Con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này, anh chờ anh còn hơn mình nữa. Cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu. Mà lúc nào cũng tóc là phải mướt, bóng, bẫy. Cái kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống BD đó cô. Hiểu không? Dạ. Understand. Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn. Cái ráp người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì thay vì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu. Vô thay đồ cái xịt nách, xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau với cái chuyện đó lúc ban đầu. Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Rồi công việc nhà thì ai làm? Công việc nhà thì có chị giúp việc. Nhưng mà làm hai người câu kiểu con cũng hơi khó chịu. Con làm phải vừa ý. Ông này em cũng khó chịu nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say không? Like, you just be cool, you like to clean or anything but you never do. I do, I clean the house or something. Xạo mà. Rồi, còn tật xấu gì nữa không nè? Tật xấu gì ta? Nghĩa là cưng vợ quá mức, có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Yeah. Chiều là con nói thiệt là không có anh nào mà con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh đó. Mình ở cảm thấy thoải mái lắm, muốn đi chơi với bạn hay là muốn đi đâu, muốn làm gì làm, anh không nói tới. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Rồi cũng có mấy chị kia nhắn tin. Nhưng mà ảnh hay kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường. Mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó. Cho nên hả, anh kết bạn con thì con lại không thích, giống như là ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình cho nên ảnh mới chấp nhận, mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cho nên cũng có cãi nhau vấn đề đó chút đỉnh thôi phải không? Dạ bây dạ giờ còn không? Dạ không hết rồi cô. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt luôn. Nhiều hả? Em tức giận, quick, she get angry, nhanh, book boy. Nhanh tức giận, nhanh bực bội, đúng không? Very mà quick, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Thì
Just say anything. Because she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick. And I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó. Còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên. Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Nóng tính nè. Rồi còn cái gì nữa? And what's something? Always more 1 hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? More 1 hour. Là gì? 1 hour. Mua quần áo nhiều quá. Như lắm. 1 hour. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Trời ơi. Dũng ơi, mỗi lần mà cô ấy giận, giận, thường Dũng làm cái gì để cô hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? I need to leave her alone. I need to leave the house sometimes, or just try to be nice, or I try to talk you down. Giống như là ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống, ảnh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á, thì là ảnh phải đi ra chỗ khác. Anh không có ở đó, anh càng nói là nó càng cái câu chuyện nó đi xa hơn. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận à? Có, là giống như là lúc đầu anh hay chọc ghẹo, là anh hay làm trò làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười, làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cho nên hả, con thấy không có vui. Cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me happy, like smiling when I'm angry, your face do it. What? Your face. I just smile at you. No, what like do you do, you like you. Hey. You do something like that. No. No, sao? I'm just like, what do? I don't even know my face. Rồi, còn tật xấu gì nữa không? What bad thing? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. What is it? Thay đổi nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi đó là rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Rồi bây giờ Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. And then I'll try not to annoy you as well, and then we'll be good. Là giống như là con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó rồi hả tức giận. Hãy nổi điên đó. Dạ, còn ổng thì ổng sẽ cố gắng thay đổi để không có làm phiền con hay nữa. Nhưng mà còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Thì con chắc muốn ổng thay đổi kiểu không có làm phiền con, bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, gọi là sao, đàn ông gentleman lên hả? Là không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game hết. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change, like, not play game hết. Rồi cái kia nữa. And but like not bd too much, like bd. Không bd. Not bd. Rồi trời ơi. Là cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Cuộc sống của con giờ quá hạnh phúc rồi. Chỉ có chút là như thế này và hơn như thế nữa thôi. Nghe. Rồi, xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you very much. Con chờ xíu nha, xong rồi mình bốc thăm chúng Dũng nãy sao làm vụ BD đó, Dũng. Con Như nãy kêu Dũng làm vụ BD. You do BD like this one more time. Oh, yeah.